là mình chỉ quanh quẩn với quanh bầy chó, quanh quẩn với mấy con chó, rồi con này nó về nó thấy nó cũng thương chó nữa, thành ra cô thấy nó thương chó quá cô cũng chịu. Dạ. cô mới thương nó dữ vậy đó. À, chó thì ở nhà không kêu là chó, kêu em không à, từ nhỏ lớn xưng má kêu bằng em, má con em. Không à, không có xưng là chó. Công nhận mấy con chó có phước ghê luôn á. Dạ. Đây mới thấy được cái tình người. Dạ. Đối với động vật rất là đồng đầy luôn ha. Vợ chó thì ăn sườn, ăn sườn nha, ăn bò nha, ăn gà nha, dọn mấy mẹ con dọn cơm ăn cá. Dành con có ganh tị lắm chị, ngày bữa đó đang má đang chiên thịt cho mình ăn, đang ăn thịt heo, dịch qua chó, má xào thịt bò chó ăn, trời trời má, cho con thịt heo mà má cho chó ăn thịt bò. Có bao giờ mình đổi đồ ăn không chị? Vậy thì chó nó thích ăn món đó là người phải ăn theo chó đó chị. Chị phải nấu cái món nó hoài luôn, nấu hoài. Tại sao? Tại mấy em mày thích. Ủa thế mày giờ cưng chó hơn người luôn hả? Không phải cưng chó hơn người. Từ hồi xưa giờ cho mấy em ăn vậy không à. Cái ở nhà thì má ăn cái hộp vịt cũng không. Ờ hả, không có gì ăn, nó lấy miếng nước tương má ăn. Nhưng mà chó là phải có thịt bò. Trời ơi. Đồ ăn của nó là riêng biệt chứ. Hai vợ chồng em đi làm rồi có phụ tiền gì cho má nuôi chó không? Có chứ. Dạ, lãnh lương ra là tụi nó cho tiền má hết. Má sao không lo cho mình lo cho chó không vậy? Tại má thương chó đó, thành ra tối ngày hả cứ chăm chó, là chó bệnh là cứ ôm đi riết vậy đó. Dạ, ôm hết đứa này tới đứa kia. Nếu mà gia đình mình đi du lịch là phải đem đi hết hả chị hay sao? Có thì được có đâu đi. Muốn giờ muốn ba má con đi du lịch có được đâu, tại vì mấy tụi nó mà mình bỏ đi á là tụi nó không ăn. Nếu má mà không có ở nhà, má đi về quê chơi hay má đi đâu đó chơi là tụi nó bỏ ăn, tụi nó không ăn, không đứa nào ăn. Bây giờ bình thường hai chồng em tự đi rồi má nhà hoặc má nhà hai em nhà vậy đó, chứ không đi chung được. Ba mẹ con mình không có đi du lịch chung với nhau lần nào hết hả? Dạ không đi được. Dẫn theo chính em đó phải thuê khách sạn cho nó nữa. Mà nhiều khi khách sạn nó không cho vô nữa chứ. Đúng rồi, đâu phải khách sạn cho vô. Mà những cái quán ăn bây giờ nhiều khi đúng không cho mấy em nó vô luôn á. Dạ đúng rồi. Thì nó cũng khó. Khó lắm. Nhưng mà bây giờ mình đã thương quá rồi sao đâu có bỏ em đâu được. Rồi. Tại nuôi nó gắn bó với mình lâu rồi. Nói chứ thật sự nha, nếu làm con dâu gia đình á, nếu mà không hiểu mẹ chồng á thì cũng dễ xảy ra mâu thuẫn lắm á. Ừ. Tại vì em cũng cưng chó. Có bao giờ em ngồi em tự nghĩ rằng ủa sao mẹ thương chó hơn thương mình, lo cho chó nhiều hơn cho mình không? Không, em không có cảm giác đó luôn. Tại vì chị cũng thương chó. Dạ. Bé Ngân rất là thương chó. Dạ. Cũng thương như má. Mua đồ ăn về thương. Cho chó, mua phá lấu rồi về cho chó ăn. Ồ. Oh. Thiệu về mình cho khán giả cùng biết ạ. Xin chào Nguyễn Linh. Dạ, xin chào Lê Lộc. Dạ, xin cô. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Tôi là Nguyễn Thị Xuân, năm nay tôi 62 tuổi, mẹ chồng của Bích Ngân. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Lê Lộc, chào quý vị khán giả đang xem. Em tên là Bích Ngân, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Văn phòng. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu cho mẹ được 1 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô có ấn tượng điều gì với cô gái này không? Con của cô á. Dạ. Nó về nó có nói, nó nói là má má, bây giờ con đang quen với một người. Cái cô nói cái gì nữa đây? Không được. Lý do à? Tại vì con của cô á là cái tình cảm nó rối lắm, phức tạp lắm. Thương người này xong rồi bị người này bỏ, thương người kia bị người kia bỏ. Cho nên cô cũng hơi buồn. Cái đó không phải là phức tạp mà hơi là buồn. Số phận. À, và số đôi phận. Khi mình quen người này người ta không thương mình thì mình đó. Phải quen người khác. Cái cuộc đời đó. Con mình nó chung chiên quá à. Cho nên cô bây giờ cô nghe nó nói là cô lại sợ nữa, có sự trắc trở nữa. Cô mới nói cho nó là khoan con, khoan ngưng không được. Bây giờ má chưa đồng ý. Con mình nó vẫn còn đang buồn. Cô muốn cho một thời gian để cho con mình nó bình tĩnh lại, nó nhìn cho chính xác đàng hoàng. Cái cô mới nói không được. Nó đúng hỏi rồi. Nó hỏi tại sao mà má nói rồi. Là không được, tại vì sợ nó quen đây rồi nó khổ sẽ gặp nữa. Giống như lần trước nữa. À. Cho nên nó cô cũng còn ngần ngại. Tức là cô không đó. Không còn cô cái cũng, niềm tin nữa. Dạ, nó mới nói là chứ bây giờ cái ý má làm sao à. Cái cuộc tình của con nó không còn nữa thì bây giờ con phải kiếm người khác để con bù đắp vô. Dạ, đúng con rồi. Có một cái niềm vui mới. Dạ. Cô nghe vậy á, tối ngủ rồi suy nghĩ cũng một thời gian cũng cả tháng sau. Cô nói là con mình nó nói đúng đó nha. Qua đúng. Suy nghĩ lại mình thấy bây giờ mình ngăn cản con mình thì con mình nó sẽ buồn, nó sẽ đau khổ, nó sẽ buồn. Cái cô mới nói là thôi bữa nào đem cái em nó về đây cho má nhìn mặt coi. Mới về thì cũng ốm nhỏ con mà mình thấy nó cũng giản dị bình thường lắm. Đi lên tới
chào bác, cầm cái giỏ quà. Giỏ quà là trái cây á. Nhưng có ấn tượng gì không? Mới gặp thì cũng chưa ấn tượng lắm. Dạ. Nhưng mà mình để mình coi. Có gì để ý cô gái này không? Có vẻ nhã nhặn thì cũng đẹp gái. Qua đẹp dễ thương. Xinh gái chứ. Đó, xinh gái dễ thương cho nên á, cô thấy vậy á thì cô mới nấu cơm xong rồi á, cô mới mời nó ăn cơm. Bé Ngân lại ngại không dám ăn. Thì mới mà làm sao dám ăn liền được, ngại. Đi về rồi cái tuần sau nữa, cái qua thăm má nữa. Rồi á mới nói bác ơi bác, bác nay lát bác có đi chợ không? Cái này có, chi vậy con? Cho con đi theo chứ. Trời, quá. Cô mới nói, muốn đi thì đi. Rồi, thì đi theo, mình nghĩ là nó muốn đi theo, đi chợ chơi, đi cho vui vậy, xách đồ rồi vậy thôi. Dạ. Thì đi ra đi chợ thì thấy má mua cái gì thì nó dành nó trả tiền đó, để bác trả cho. Cái gì đó, thôi để con trả, để con trả. Bất cứ là mua cái gì cũng dành trả, rồi dành sắt không à, để cho cô đi tự nhiên. Gặp Quyền Linh giống cô quay vô tiệm vàng, mua vàng. Đó, về cái cũng phụ nấu cơm, nấu nước này kia nọ, cũng lặt rau, rửa chén rồi xuống nấu đồ ăn rồi đó. Rồi hả, ăn cơm xong rồi dành rửa chén. Yeah. Rồi xong cái là tuần sau nữa, qua nữa, cái đòi đi chợ nữa. Ủa sao nay đòi đi chợ nữa? Ây, thôi để con đi chợ với bác. Bộ tính đòi đi chợ đi trả tiền nữa hay sao vậy? Tao muốn về nhà ở chung mà, nó phải vậy chứ. Về nhà ở chung. Đó. Đi xuống chợ thì ai nhìn nàng này cũng khen đó. Trời ơi chị ơi chị, con gái chị đó hả, nó dễ thương quá, nó đẹp gái quá. Thế mấy đứa con trai thì nói thôi má ơi má, giờ con làm con của má đi má ơi. Chứ giờ con rể đúng không? Con của má nó dễ thương quá. Dễ làm rể hả bác? Ừ, nó đòi làm rể. Con của má dễ thương, nói chung là bé Ngân rất là dễ thương. Nói chung là cô có ấn tượng rất nhiều với cô gái này. Đúng, còn với chị không biết cái lần đầu tiên khi mà chị gặp cô á, chị có ấn tượng điều gì không? Ấn tượng lần đầu tiên em nhìn thấy má nhỏ nhắn xinh xắn. Nhỏ nhắn hả? Má nhỏ nhắn xinh xắn lắm, dù má rất là dễ thương. Cô nhiêu ký cô? Bữa nay á là 57kg rồi, là tại nó. Ủa vậy hả? À tức là lúc đầu thì nhỏ nhắn, như thể đi chợ trả tiền hoài, mua hoài năm nay tăng ký. Tối á, thay vì hai đứa đi ăn á, thì hỏi bác có ăn gì không? Nói không ăn. Mà nó cũng đi mua đồ về, nó ép cho ăn. Ép ăn. Nó ép ăn biết à. Rồi giờ, rồi lên cân. Thành ra hả, nó cái cô mới nói á, trời ơi thôi bây giờ á, đừng có kêu bằng bác nữa, giờ là phải kêu bằng má. Còn kêu má đi con ơi. Vô luôn. Chứ bây giờ con không có kêu bằng bác được nữa. Thấy chưa, mai giờ là má chấp nhận rồi. Vậy là hay nè, đây má là má đã chấp nhận con rồi. Kinh nghiệm khi nào mình về nhà mà bạn trai đó Lộc là con phải đi chợ, dành đi chợ không hả? Con dành trả tiền hết, từ đầu cái cuối dành hoài là cái từ bác, cái má, bác kêu con kêu bằng má cho con. dành đi chợ, dành trả tiền. Rồi á tối á thì á má thì má không có muốn ăn nhiều để cho nó mập. Dạ đúng rồi. Thế mà hai đứa nó cứ đi ăn rồi cái nó mua lớp thì trà sữa nè, lớp rồi gì tùm lum trộn, bánh tráng trộn nè, là mấy món mà cô thích không đúng không? Đúng. Cứ trà sữa, chân trâu này cái nọ mà cho ăn mỗi ngày riết nó ú lên vậy. Cô bữa nào đi chợ mà cô không rảnh nó cứ kêu Quyền Linh qua nha. Ăn bụng ra. Sau đó về làm dâu thấy có hợp với tính tình của má không? Dạ cực kỳ hợp luôn. Hợp gì đâu nào? Ăn mặc nè, ăn uống là hợp nhất. Ăn uống? Dạ. Sao má bự, con dâu không bự? Dạ, em cái này là lúc này là em đã mập rồi đó. Em mập được mấy ký rồi? Lúc đó em ốm lắm, em có 44kg, bây giờ em đã 47kg rồi đó, em đã mập hơn rồi đó. Rồi ăn mặc rồi có giống hợp với má không? Dạ lúc là lần đầu tiên thì em ăn mặc cái kiểu như mà em đi làm mà, nên em ăn mặc kiểu đơn giản rồi thôi đó. Cái má nói con gái mà ai đâu ăn mặc đơn giản, phải ăn mặc sexy lên, cá tính lên, đẹp lên, con gái mặc hở mới đẹp. Má hồi đó mặc hở còn má đen lắm, mà má là đều đen luôn á, là má mặn còn hở hơn con bây giờ nữa đó. Trời ơi chứ sao con hai giây vậy là dữ lắm rồi đó. Ừ hồi đó, má cũng chịu chuyện lắm à, má cũng chịu bận đồ đồ hở rồi chứ má đâu có chịu mà đơn giản đâu con. Con dâu mặc hai giây là má chơi một giây luôn hả? Ừ đó, kêu nó vậy đó. Kêu nó vậy luôn. Nhưng mà má có dẫn mình đi sắm đồ không? Má mà thấy cái nào mà đẹp hay là cái gì là má chỉ con này đẹp nè mua đi,
tóc mà nhuộm màu này đang hot nè, nhuộm đi. Ôi, bà má hiện đại. Lúc nhuộm râu bắp á. Dạ. Con nhuộm cái màu râu bắp cho má. Nhuộm cái màu đó mới mua đen. Cười lắm á, nhuộm nào mà giống râu bắp á. Ừ, nhiều thứ lắm. Có một lần á, hai đứa đi đi Thái Lan á, thì là mua đủ thứ đồ cho má hết. Yeah. Rồi con mua áo về cho má nè, con mua dép rồi về cho má nè. Nó đi nó mua cái áo dài chắc cỡ Lê Lạc Bận mới vừa. Cô lùng. Mua cái áo rồi, cái tay áo thì dài ra tới đây. Yeah. Rồi cái cổ áo mình lên tới đây mà đó mình lùng mà mình hơi dài xuống vậy. Còn đôi dép cũng vậy, cái chân mình thì nhỏ mà nó mua có đôi dép dư dân thích kìa. Thôi mày mua vậy người ta mang, người ta tưởng nó mang đồ kính rồi sao. Nhưng mà em có thấy cái điều gì mà em hợp chưa hợp với mẹ chồng của mình không? Dạ nói chung là ở với má cũng được năm rồi, em cũng gán kiến lắm mà chưa thấy gì hết trơn, nào cũng hợp. Tại vì má cực kỳ dễ, nói chung là miễn sao mà con mình thích, con mình muốn là chiều hết. Có bao giờ mình làm phật lòng má chưa? Có chưa má? Chưa. Chưa bao, chưa bao giờ. Có đó. Chưa bao giờ. Mua đồ không vừa là phật lòng rồi. Xui. Nấu nướng ăn uống có bao giờ em nấu cho má ăn chưa, hay là dọn bữa cơm gia đình em làm hết chưa? Dạ tại em đi làm từ sáng tới chiều em mới về, về nhà là má nấu cơm sẵn hết trơn rồi, dọn dẹp hết rồi. Em nấu làm đâu, em chỉ việc thay tắm rửa thay đồ xuống ăn thôi. Ăn xong có rửa chén không? Dạ không luôn. Má không cho. Má nói thôi đi làm về mệt, ăn cơm xong nghỉ đi lên lầu nghỉ hết đi. Rồi đó, rồi xong má làm hết. Còn quần áo có giặt cho má không? Má giặt thì phải gom 2-3 ngày mới giặt được. Kèm má gom đi giặt chúng con thôi. Tao có một bộ hay bộ tao tự giặt ơn tao được rồi. Quét dọn nhà cửa ai quét? Má quét. Má quét. Ủa nhưng mà ở nhà mình ở đông thành viên không cô? Đông lắm. Mấy người? 9 thành viên. Thành viên baby nhỏ đó. Nhỏ hả? Baby nhỏ đó. Cháu, con cháu mình hả? Không. Baby nhỏ. Chính con chó, ba lô chính con chó. Má cưng á, má cưng á, thương chó dữ lắm. Đẻ ra nhiều mới nuôi hết, nó không có cho ai hết. Chính con rồi, chó nào mà đi ngoài đường mà bị người ta bỏ rơi, bị bỏ má cũng lụp vô, má thương cũng lụp vô, má nuôi chó quá trời. Trời đất ơi vậy đó hả? Ừ. Là ở nhà suốt ngày là mình chỉ quanh quẩn với mấy chó. Quanh quẩn với mấy con chó. Rồi con này nó về nó thấy nó cũng thương chó nữa. Thành ra cô thấy nó thương chó quá rồi, cô cũng chịu. Dạ. Cô mới thương nó dữ vậy đó. À, dạ. Chó thì ở nhà không kêu là chó, kêu em không à, từ nhỏ lớn. Sự má kêu bằng em, má con em. Không à, không có xưng là chó. Công nhận mấy con chó có phước ghê luôn á. Dạ. Đây mới thấy được cái tình người. Dạ. Đối với động vật rất là đồng đầy luôn ha. Giờ chó thì ăn sườn. Ăn sườn nha. Ăn bò nha. Ăn gà nha. Dọn mấy mẹ con dọn cơm ăn cá. Nhìn con có ganh tị lắm chị. Ngày bữa đó đang má đang chiên thịt cho mình ăn, mình đang ăn thịt heo vịt qua chó. Má xào thịt bò chó ăn. Trời má cho con thịt heo mà má cho chó ăn thịt bò. Có bao giờ mình đổi đồ ăn không chị? Vậy thì chó nó thích ăn món đó là người phải ăn theo chó đó chứ. Chị thì phải nấu cái món nó hoài luôn, nấu hoài. Tại sao? Tại mấy em mày thích. Ủa thế mày giờ cưng chó hơn người luôn hả? Không phải cưng chó hơn người. Từ hồi xưa giờ cho mấy em ăn vậy không à. Kể nào ở nhà thì má ăn cái hộp vịt em không. Ờ hả, không có gì ăn, má lấy miếng nước tương má ăn. Nhưng mà chó là phải có thịt bò. Trời ơi. Đồ ăn của nó là riêng biệt chứ. Hai vợ chồng em đi làm rồi có phụ tiền gì cho má nuôi chó không? Có chứ. Dạ lãnh lương ra là tụi nó cho tiền má hết. Má sao không lo cho mình lo cho chó không vậy? Tại má thương chó đó, thành ra tối ngày hả cứ chăm chó, là chó bệnh là cứ ôm đi riết vậy đó. Dạ, cứ ôm hết đứa này tới đứa kia. Nếu mà gia đình mình đi du lịch là phải đem đi hết hả chị hay sao? Có thì được có đâu đi, muốn giờ muốn ba má con đi du lịch có được đâu, tại vì mấy tụi nó mà mình bỏ đi á là tụi nó không ăn. Má mà không có nhà, má đi về quê chơi hay má đi đâu đó chơi là tụi nó bỏ ăn, tụi nó không ăn, không đứa nào ăn. Bây giờ bình thường hai chồng em tự đi rồi má nhà hoặc má nhà hai em nhà vậy đó, chứ không đi chung được. Ba mẹ con mình không có đi du lịch chung với nhau lần nào hết hả? Dạ không đi được. Dẫn theo chính em đó phải mời khách sạn cho nó nữa. Mà nhiều khi khách sạn nó không cho vô nữa chứ. Đúng rồi, đâu phải khách sạn cho vô. Mà những cái quán ăn bây giờ nhiều khi đúng không cho mấy em nó vô luôn á. Dạ đúng rồi. Nó cũng khó. Khó lắm. Nhưng mà bây giờ mình đã thương quá rồi sao đâu có bỏ em đâu được. Trời. Tại nuôi nó gắn bó với mình lâu rồi. Nói chứ thật sự nha, nếu làm con dâu gia đình đó, nếu mà không hiểu mẹ chồng á thì cũng dễ xảy ra mâu thuẫn lắm á. Tại vì em cũng cưng chó. Có bao giờ em
em ngồi em tự nghĩ rằng ủa sao mẹ thương chó hơn thương mình, lo cho chó nhiều hơn cho mình không? Không, em không có cảm giác đó luôn. Tại vì chị cũng thương chó. Dạ, bé Ngân rất là thương chó. Dạ, cũng thương như má. Mua đồ ăn về cho chó, mua phá lấu rồi về cho chó ăn. Ồ, ở nhà không ăn nhưng mà đi mua phá lấu rồi về cho mấy em ăn. Rồi chồng em có nói gì không? Chồng cũng thương y chang em. Ôm không chung sống luôn, ôm không hết. Đứa này tới đứa kia, hai đứa đều như vậy hết. Người nào cũng cưng đồng như nhau, hung ôm chó. Thành ra không thể nào để đó đó hung chó rồi có hung nhau. Trời, có không? Có hung hung nhau chưa hay là chỉ ôm chó thôi? Có chứ. Có. Ủa gia đình mẹ chồng thằng dâu nãy giờ mình nói chuyện chó không vậy? Ờ ha. Quên luôn á. Quên luôn á. Trời ơi trời, tôi tưởng chuyện nói gia đình thú y rồi chứ. Tưởng đâu chương trình gia đình thú y. Cũng vui, nói chung á là giữa mẹ chồng và dâu không có mâu thuẫn, bởi nó cũng thông qua một cái tình yêu động vật cũng hay. Nhưng mà chồng em cũng thương chó luôn. Nay có chồng đi không? Dạ có. Có. Rủ chồng ở đây ngồi nói chuyện vụ chó chơi được không? Dạ được. Được ha. Rồi xin mời chồng của Ngân ra mình trò chuyện chút xíu coi. Rồi chào em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, yeah. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Xuân Anh, em hiện tại đang là thời Sâm. Khi bước ra thì anh mới biết, tức là tụi em là dạ, dạ LGBT trong... dạ. À, con ruột của mẹ một đứa thôi hả? Dạ. Thật sự là em không phải là con ruột mà là em của má, là em cùng cha khác mẹ. Chị nuôi em từ nhỏ tới lớn cho nên em sẽ kêu là má. Là khoan. Đây là em cùng cha khác mẹ với cô. Dạ. À. Mình gọi là má con luôn. Dạ đúng. Tại vừa mới đẻ ra là mẹ của em là bỏ em, thì chị mới đem em về nuôi. Em gọi chị là má từ nhỏ tới lớn luôn. À. Rồi cô có con không? Thôi như vậy cũng ngủ nghỉ cũng vui ha. Dạ. Rồi ba giờ còn không? Dạ, ba mất hồi năm 2000. Năm 2000. Dạ. Rồi mẹ có liên lạc gì không? À, dạ không. À, dạ, mẹ tôi sinh em ra xong rồi bỏ luôn rồi tới bây giờ luôn. Rồi. Bỏ luôn. Dạ. Chắc cũng có vì hoàn cảnh nào đó thôi, mình bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. À, em gặp Ngân trong trường hợp nào mà hai đứa yêu nhau? Dạ. Bé Ngân là khách Sâm của em. Qua Sâm xong rồi cái thấy em dễ thương quá hay sao á. Ai là chị của anh hả? Trời. Không mà, dễ thương mà. Dạ. Nhận á, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Cười tươi dễ sợ luôn vậy đó. Dạ. Cô cũng nuôi anh là từ lúc nhỏ đúng không? Hồi một tháng. Hồi bây giờ cũng 30 mấy một tháng năm tuổi rồi. Tới bây giờ. Dạ. Em là ba mấy rồi Xuân Anh? Dạ em sinh năm 86 là 33 tuổi. 33 rồi. Dạ. Con thấy cô dễ chấp nhận cái mối quan hệ của anh với chị lắm. Cô thấy là Bé Ngân á, nó chân thành, cho nên cô đồng ý cho hai đứa nó thương nhau. Với lại bây giờ mà mình đâu có khó khăn với nó để làm cái gì. Dạ. Xin miễn là hai đứa nó thương nhau là được rồi. Thời đại giờ cũng mới rồi, chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng vấn đề cái chỗ cha mẹ của Ngân á, thì biết được em với mối quan hệ Xuân Anh á? Dạ có. Biết chưa? Dạ biết. Dạ có về quê em chơi rồi thì ba mẹ em cũng vừa ý, tại thấy cũng hiền á. À, cũng dễ thương. Hai bên cũng đồng ý hết rồi. Rồi cô có gặp bên ba mẹ của Ngân chưa? Dạ chưa. Dướng bầy chó không có đi đâu được hết. Con có đi chơi thì cũng là đi ra ăn uống ba mấy con xong rồi về thôi. Để vô nhà bà xui tương lai mà dẫn theo chính em đó rồi nó ngồi đâu. Mai mốt mà có đó, tổ chức tiệc cưới chắc sẽ dành riêng non bàn á. Đúng rồi, đủ luôn rồi đó. Dám vậy. Bàn 10 người. À, có chính à. Có chính thì cho người lên ké ăn bên nha. Để ngồi đó cũng vui lắm. Chính em xung quanh có mình ngồi. Mà chú nhắm chú ăn lại không? Không lại. Chắc không lại đâu á. Mình nói chứ thật sự là trong cuộc sống á, đôi khi là mỗi người cũng có sở thích riêng. Có mấy em đó cũng vui. Dạ. Ờ, mình có định tổ chức khi nào mình tổ chức cho hai đứa không cô? Dạ tụi em cũng chưa có tính tới nữa, tại vì cái đó là tùy duyên. Bây giờ mình tập trung mình lo cho má nhiều hơn, tại vì má cũng lớn tuổi mà. Ngân, hồi trước khi mà em quen với Xuân Anh á, dạ, thì em có quen nhiều cô gái khác không?
trước Trương Anh em chỉ quen có một người thôi, cái đó là cũng là mối tình đầu của em kéo dài cũng 6 năm. Em chỉ đặc biệt giống như mình, em chỉ chú ý một người nào đó là con gái nhiều hơn thôi. À là dạ. Ủa, mối tình đầu của chị cũng là người con gái luôn? Dạ đúng hả? Rồi. Ồ. Mình phát hiện ra cái tình cảm của mình đối với cùng giới từ năm bao nhiêu tuổi? Là sinh viên năm thứ 2 rồi. Ừ. Thì em mới biết. Giống như em cũng quen bạn trai, nhưng mà em đi chơi với bạn trai thì em không có cảm giác là vui hay là cảm giác gắn bó vậy đó. Em quen xong cỡ 1 tuần là em chán rồi, là em chia tay rồi đó. À. Em kiếm cớ này kia kia nọ em chia tay, em không muốn quen. Tức là nếu mà xinh đẹp dễ thương này thì chắc là nhiều con trai có theo lắm á. Ừ. Dạ. Con không biết. Xuân Anh cũng vậy mà. Xuân Anh cũng vậy. Từ bao giờ thì mình cảm nhận là mình không có thể quen con trai được? Dạ, từ nhỏ luôn á anh, từ nhỏ là em đã giống con trai rồi. Từ nhỏ là em đòi mặc đồ con trai rồi. À dạ. Sau này cô gặp được mấy Ngân đó thì cô mới là có cảm tình với nó, thấy thương. Thôi dù sao thì Xuân Anh bây giờ cũng hạnh phúc rồi cô. Cũng cuộc sống giờ quan trọng là mình biết hạnh phúc với chính mình thôi. Mình sống thật với chính mình thôi. Bởi vì mình sống không chính mình á, sống bởi vì một người khác đôi khi nó cũng khó chịu lắm. Và sống nó cũng áp lực lắm đúng không Xuân Anh? Dạ. Bây giờ thì hai đứa đã có cuộc sống hạnh phúc 1 năm rồi. Có khi nào cãi vã gì không? Có giận hờn thì cũng cao lắm là 1 ngày. Không, thật sự á, nhìn hai đứa dễ thương lắm á. Trong sâu thẳm đôi mắt của mẹ em á, thật sự là mẹ em cũng đang rất hạnh phúc, mặc dù có những giọt nước mắt. Bởi vì mẹ không muốn tổn thương nữa thôi, thành ra không cho Xuân Anh quen thôi. Còn bây giờ biết hạnh phúc thôi thì mẹ chấp nhận rồi. Vấn đề bây giờ làm sao mà để hai bên gia đình gặp nhau đi. Mình sẽ tổ chức một cái cuộc nhỏ nhỏ cũng được, không cần phải lớn. Hôm nay cô đến cái chương trình này là cái điều của cô mong muốn là hai con được hạnh phúc và thương nhau mãi mãi, không có cái gì để mà tách rời được hai đứa, là cái điều đó là cô mừng nhất rồi. Dạ. Còn hai em có muốn nói gì với mẹ mình không? Mong ước duy nhất của em là thương má lắm, má thương má lo nhỏ lắm nên nó thương má lắm. Mong má sống lâu với em, có sức khỏe để em có cơ hội, có thời gian bù đắp lại cái quãng đời thanh xuân của má, chỉ có vậy thôi. Ngân có nói gì với má chồng của mình không? Em chỉ muốn là má khỏe thôi, má biết giữ gìn sức khỏe. Tại hôm má bệnh á, má bị tim á, đi bác sĩ má lần mệt chứ sợ. Thấy má vậy chứ mà nội tạng nó cũng tùm lum mà con ơi, nội tạng nó cũng tùm lum hết á. Cho nên hổm á bé Ngân nó nghe má bệnh má mệt á, rồi đi mua máy đựng đo đồ tùm lum cho má trơn, phải đi bác sĩ. Thật sự là Quy Linh cảm nhận là gia đình mình rất là hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn á. Mình sống với nhau từ nhỏ tới lớn như là má con rồi, thêm một thành viên gia đình nó trở thành cũng là má con nữa, thì Linh nghĩ rằng ba người này trở thành một cái kiềng ba chân rất là vững luôn. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Và những hạnh phúc này hy vọng là nó sẽ tồn tại mãi mãi luôn. Ai nói gì thì nói, miễn sao mình hạnh phúc, mình sống với chính mình là được rồi. Đúng không Xuân Anh? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Nào, cảm ơn. Hai đứa ôm mẹ cái gì nào? Ôm mẹ hôn mẹ cái gì nào? Hãy dành cho nhau những cái ôm như thế trong mỗi ngày trong cuộc sống. Hãy dành cho nhau những cái lời yêu thương, hãy dành cho nhau những cái sự chăm sóc và chia sẻ nhau. Linh tin chắc rằng là cái nụ cười này nó sẽ bền vững mãi mãi luôn. Rồi. Cảm ơn Lê Lộc. Một kỷ niệm của chương trình để cả nhà mình lâu lâu ấy, lúc cho chó ăn ấy, nhìn thấy nhớ thứ đường Linh Lê Lộc nha. Lấy cái dĩa này đựng đồ ăn được không chú? Hả? Nói vui thôi chứ hôm nào nếu có dịp là tới chơi thử coi chăm sóc chính con chó thế nào. Mà thấy thương quá mà hả? Tụi nó dễ thương lắm. Nói tới chó nó rất là hiền mà. Tụi nó hiền lắm. Không, tại vì má nói là động vật ấy, nó đau bệnh, nó ốm, nó đói, nó không biết nói. Mình phải lo cho nó, chăm sóc cho nó. Mình con người mình đói mình đi kiếm gì mình ăn được. Còn chó nó đói làm sao. Thấy thương không? Thành ra mình phải lo cho nó. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đó là thực phẩm Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường.
Còn đây là sản phẩm dành tặng cho chị, đây là son Yurika, sản phẩm từ Nhật Bản. Xin cảm ơn đại gia đình của mình đã đến đây ngày hôm nay ạ. À, cảm ơn. Rồi, xin chào nha. Dạ, chào Lê Lộc, chào Quỳnh Linh. Chào cô, chào Ngân và chào Xuân Anh nha. Dạ, dạ em xin mời lối này ạ. Mình đi nói này ạ.